Dạ vâng, Khả Đăng xin kính chào tất cả quý vị, bà con, anh chị cùng toàn thể mọi người. Hôm nay Khả Đăng có về một mẫu xe máy dầu đời 2010, nhưng mà số tự động của bác, xe đẹp nhức nách luôn. Biển Hải Dương, tên tư nhân, mang nước sơn màu xám đá, cực kỳ đẹp. Mẫu xe Hyundai Tucson đời 2010, nhập khẩu Hàn nguyên chiếc cuối năm rồi. Và chiếc này nó lên form 2011-12 rồi các bác nhé. Lên rất là đẹp và nhập hàng nguyên chiếc. Giá trên thị trường bây giờ đang bao bán anh quanh khoảng tầm 430-440. Nhưng mà Khả Năng Ô Tô chỉ bán có 400 thôi mà còn bao rút hồ sơ và lọc lá rất là nhiều. Quý vị anh chị và bà con nào quan tâm ủng hộ Khả Năng Ô Tô hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Mẫu xe Hyundai Tucson này động cơ 2.0 máy dầu, được trang bị túi khí phanh ABS là đang đúc, máy dầu động cơ 2.0 các bác nhé. Số tự động nó chỉ nhanh quanh khoảng tầm 6 lít dầu trên 100 km thôi, rất là phù hợp với quý vị anh chị bà con nào đi công trình công trường, các bác các chú nào mà lớn tuổi mà thích cái form dáng đẹp của dòng Hyundai nhập khẩu này, bao bền luôn các bác nhé. Dòng này đi bao bền luôn. Nhiều các bác bảo sao đời thấp mà 400 triệu thì ai mua, nhưng mà các bác phải chơi xe máy dầu và biết cái dòng này thì các bác mới biết được, đúng không? Máy là máy EVGT chứ không phải máy VGT nữa các bác nhé. Máy mới rồi, máy mới chứ không phải máy cũ, siêu tiết kiệm nhiên liệu nhé. Máy dầu đời 2010 mang nước sơn màu xám đá, biển Hải Dương. Tucson này thì Khả Năng Ô Tô xin cam kết bảo hành cho bà con không có đâm đụng va chạm vào nước các bác nhé. Đấy, máy dầu nhưng mà nổ rất là êm. Đấy, bật cái khoang máy này rồi. Cái nắp mặt máy thì em đang cho vệ sinh khoang máy thì em vừa mới bỏ ra, chốc em nắp vào. Nắp mặt máy còn nguyên nhé các bác nhé. Đấy, máy dầu vô cùng thoáng đãng đẹp đẽ này. Keo chỉ zin không đâm đụng va chạm gì cả các bác nhé. Nhìn này. Úi dồi ôi, nội thất nó nguyên nỉ nguyên này các bác nhìn này. Nội thất nó nguyên nỉ các bác nhìn này. Úi dồi ôi, chê làm sao được. Anh em nào chê em đuổi về luôn ấy, đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Củ số vô lăng anh em nhìn hộ em này, form mới cơ mà vô lăng nó cũng mới đẹp luôn này. Màn hình Android này. Các bác nhìn thấy chưa? Có cả cam hành trình luôn, đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Đấy, nội thất đẹp. Đấy, máy eco mà, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác nhìn này, keo chỉ zin không mất phần nào luôn. Môn xe phải nói ưng ý luôn. Thực sự là con xe, những con xe này thì các bác các chú có tiền, ngày xưa mới có tiền mới mua được. À, thật mấy anh em là đành đang phải có mua bằng tiền rồi, nhưng mà ngày xưa nhiều tiền đấy, con này tiền trên tỷ cơ mà. Nhỉ, ngày xưa Tucson cũng phải trên tỷ đấy nhỉ. Bây giờ bán có 400 còn bớt, còn độc lá còn bao xăng ti. Quý vị anh chị bà con nào mà quan tâm ủng hộ Khả Năng Ô Tô thì hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp Khả Năng Ô Tô nhé. Ghế là nguyên bản theo xe, anh em để ý con xe đẹp, xe zin, còn đi ít nhé. Ghế nó còn nguyên như này, đẹp mới nhỉ, đẹp như mới luôn. Đấy, trần nỉ nguyên bản này, cửa sổ trời toàn cảnh nhá, hai bên cửa sổ trời luôn. Đấy, nhìn rất là phê luôn, nhìn ngồi trong xe nhìn rất là phê, xe sang nó phải khác hoàn toàn. Nó không đẹp bằng Santa Fe được. Santa Fe thì nó giá khác. Santa Fe thì nếu mà đời 2011 form mới cuối 2011 2012 mới có form mới nhỉ. Santa Fe 2012 mới có form mới thì nó phải trên 560 550. Đấy, 550 560 cơ mới mua được. Nhưng còn Tucson thì nó rẻ hơn, loanh quanh khoảng tầm khuôn 130 150. Đấy, thì các bác mua Tucson này đẹp lắm rồi. Về form dáng thì anh em mua mấy con Captiva máy dầu các thứ đã 300 rồi. Đấy, ăn làm sao được con này đúng không? Santa Fe mà đời 2007-08 thì em đã bán 336-37 rồi. Con này 9 mà máy EVGT em đã bán là khoảng 430 rồi. Đấy, xe đẹp, không thể so sánh với nhau được đúng không? Đấy, con xe này nó đẹp từ trong ra ngoài như này. Đây, nghe máy phát nào. Đấy, đóng khi đóng cabo xuống này, máy nó nổ êm du, không nghe tiếng động. Động cơ máy dầu 2.0 nhập hàng nguyên chiếc form mới của Khả Năng Ô Tô này. Chính chủ tên em luôn các bác nhé. Làm việc với Khả Năng Ô Tô chắc chắn là sẽ áp giá cao bán này. Em chốt luôn cho các bác được. Đây các bác nhìn này, Khả Năng nhé, chữ này là chữ của em luôn. 2010, khám tháng 8 năm 2023. Dòng này đăng kiểm 1 năm 1 lần. Máy dầu, không một lỗi nhỏ các bác nhé. Không đâm va, không tai nạn ngập nước. Máy số cực kỳ ngon, gầm bệ chắc chắn. Và động cơ 2.0 máy dầu nhập khẩu Hàn nguyên chiếc. Xe đẹp cho anh em nào quan tâm với mẫu xe này. Nếu các bác mua Sorento thôi, anh em mua Kia Sorento đời 2010, anh em phải mua 440 rồi. Đấy, hay là 460 rồi. Đây con này 2010, anh em mua của 390 400 thôi các bạn, còn bớt mà, không phải không bớt đâu, nên là 408 triệu đồng là giá niêm yết. Còn khách hàng Khả Năng Ô Tô thì chỉ nanh quanh khoảng tầm 390 thôi. Anh em đã được sở hữu ngay một mẫu xe máy dầu đẹp Tucson, đẹp như thế này. Từ form dáng đến máy gầm không thể chê vào đâu được các bác nhé. Đấy, máy EVGT chứ không phải máy thường. Đấy, phiên bản là 2.0 máy dầu. Rất là đẹp luôn, ghế da, nội thất nguyên bản, tất cả mọi thứ đều nguyên bản, bao test hãng cho bà con các anh chị luôn. Xe cứng đẹp. Đấy, nội thất này các bác nhìn. Phải nói không chê được các bạn nhìn. Đấy. Không thể chê nổi các bác nhìn không? Đây. Màn Android này, cam hành trình, cam lùi đầy đủ hết rồi. Điều hòa chết rét luôn. Keo chỉ thì zin, không đâm đụng va chạm gì cả. Không mất phân keo chỉ nào luôn đấy. Cứng đẹp lắm anh em ạ, mua con xe này. Mà 5 chỗ gầm cao chứ, nó dòng SUV hạng sang chứ không phải hạng thường các bạn. Nên là hạng sang. Nên nhiều anh em bảo con xe này đời thấp sao lại đắt thế. Máy dầu mà, 2.0 máy dầu xong lại còn hạng sang nữa. Xe sang máy dầu 2.0 là gần như là đắt nhất. Đấy, đẹp nhỉ, kính cùng cái thứ gì hết này. Cửa lóc trên nóc có cả giá đỡ này, anh em nhìn thấy không? Đấy, gương kính chỉnh điện, cục xòe gương, keo chỉ không mất phần nào như này mà xe đi. Đấy, bàn đạp chân phanh chân ga các bác nhìn này, mới đét. Đấy. Này, khi hỗ trợ neo dốc này, đổ đèo các bác nhìn này. Đấy.
túi khí phanh ABS, vô lăng form mới đẹp như chưa từng chạy ngoài đường luôn. Đấy, đẹp thật sự luôn. Nói chung là giá tiền nó quá hợp lý với cái cửa tiền mà anh em đang mong muốn nhé. Khả năng ô tô là một lần nữa xin được gửi đến lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị anh chị, bà con, có bác anh chị đã đi qua và xem sẽ ủng hộ Khả Năng Ô Tô. Anh em nào đi qua làm ơn cho xin một đăng ký kênh, một like và chia sẻ kênh nhé. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Khả Năng xin phép được dừng cái video này ở đây. Và anh em nào đến xem cửa hàng nhớ alo trước cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789. Khả Năng chân thành cảm ơn và hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.